Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong ly hôn, hàng loạt dấu hiệu rạn nứt rõ mồn một trước đó. Hôm 23 tháng 4, làng giải trí Hoa ngữ sốc nặng trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn sau gần 3 năm bên nhau. Cả hai lấy lý do công việc quá bận rộn, gần ít xa nhiều nên tình cảm ngày càng nhạt nhòa. Từ nay về sau, cặp đôi sẽ quay lại làm bạn bè, tiếp tục đảm nhận trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ, cùng nhau nuôi dạy và đồng hành cùng con trưởng thành. Đáng chú ý là tin tức Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong ly hôn đã râm ran trong giới suốt vài tháng qua. Lật lại những khoảnh khắc, hình ảnh và bài phỏng vấn của cặp đôi trong thời gian gần đây, netizen phần nào đã nhận ra được những điểm đáng ngờ. Triệu Lệ Dĩnh vướng tin đồn ly hôn, con trai không phải của Phùng Thiệu Phong. Đầu năm nay, giới giải trí lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn vì con trai không phải là của tài tử họ Phùng mà là của Trần Vĩ Đình. Phản ứng trước tin đồn này, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh có bài viết căng đét với nội dung: dù Internet là một môi trường tự do nhưng chúng tôi hy vọng rằng mỗi người sử dụng Internet có thể chịu trách nhiệm với những phát ngôn của bản thân. Thừa nước đục thả câu tung tin đồn thất thiệt lại càng tồi tệ hơn cả. CEO Triệu Lệ Dĩnh tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng trước những hành vi xâm hại nghiêm trọng đến gia đình của nữ diễn viên. Điều đáng nói, Phùng Thiệu Phong không đứng ra bảo vệ vợ con trước tin đồn ác ý này. Netizen đều cảm thấy khó hiểu và cho rằng nam diễn viên không có hành động cứng rắn vì Triệu Lệ Dĩnh. Cặp đôi không gửi lời chúc đến nhau trong ngày Valentine. Ngày Valentine vừa qua, trong khi người nhà nhà tưng bừng khoe ảnh hạnh phúc cùng những lời cầu hôn đường mật, thì nhà Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại im ắng đến lạ thường. Fan của hai nhà cố gắng trấn an rằng thời điểm đó cặp đôi đều đang vô cùng bận rộn đi đóng phim. Tuy nhiên, lật lại nghi vấn này, CNET cho rằng cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không thể dành ra nổi 2 phút viết lên mạng xã hội một lời chúc ngắn gọn, chứng tỏ tình cảm của cả hai đang gặp vấn đề lớn. Cặp đôi liên tục vướng tin chia tài sản từ hồi tháng 2. Trang 163 là một trong những trang thông tin cực kỳ năng nổ trong việc liên tục đưa tin về mối quan hệ gặp trục trặc của Phùng Thiệu Phong. Vào ngày 19 tháng 2, tờ báo này có một bài viết với dòng tít: Triệu Lệ Dĩnh lại bị đồn ly hôn, netizen đưa tin hai vợ chồng mời luật sư tới phân chia tài sản. Bài viết này bắt nguồn từ việc có blogger đưa tin cho hay mối quan hệ của sao nữ chuyên đóng phim kiếm hiệp cùng sao nam họ Phùng nảy sinh vấn đề, cả hai đang chuẩn bị ly hôn. Đồng thời cho biết thêm, ngay từ khi kết hôn và sinh con, mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu gặp trục trặc, hiện đang phân chia tài sản. Triệu Lệ Dĩnh về nhà thăm chồng nhưng Phùng Thiệu Phong bỏ đi chơi. Sau loạt tin đồn ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh được bắt gặp trở về nhà vào ngày 30 tháng 3. Tuy nhiên, khác với mọi lần được chồng đón rước nhiệt tình và ân cần, lần này, nữ diễn viên lẻ bóng xuất hiện tại sân bay. Vậy nhưng trong khi Triệu Lệ Dĩnh trở về nhà với chồng con, thì Phùng Thiệu Phong lại được bắt gặp tại khu vui chơi đua xe. Rõ ràng, cặp đôi đã xa nhau khoảng thời gian khá dài. Vậy nhưng Phùng Thiệu Phong lại không có thái độ chăm lo cho vợ hay nôn nóng gặp cô chút nào. Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ xuất hiện tại sân bay nhưng Phùng Thiệu Phong hoàn toàn mất dạng. Trang Sohu cho hay, vào ngày 10 tháng 4, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Vậy nhưng, Phùng Thiệu Phong không tháp tùng vợ. Vì tin đồn này, CNET đều cho rằng cặp đôi đang gặp trục trặc lớn trong chuyện tình cảm. Lần xuất hiện cuối cùng bên nhau, cặp đôi cố tình đi riêng hai xe. Thời điểm cuối cùng cặp đôi xuất hiện bên nhau là vào khoảng giữa tháng 3. Sau khi dự sự kiện, cả hai cùng nhau tới nhà hàng dùng bữa với một vài người bạn. Vậy nhưng, sau khi trở ra, hai vợ chồng chỉ nói qua loa với nhau một vài câu. Sau đó mỗi người một xe rẽ hướng từ đây. Triệu Lệ Dĩnh trả lời phỏng vấn tuyên bố độc lập tình cảm. Giữa loạt bê bối ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận lời phỏng vấn của tạp chí Harper Bazaar. Mặc dù không đề cập đích danh đến Phùng Thiệu Phong song cô lại bộc bạch rằng: tôi luôn yêu cầu bản thân không được quá ỷ lại vào tình cảm của đối phương, luôn luôn suy nghĩ một cách độc lập về cuộc sống. Trang QQ nhận định, bằng cách này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ khiến cho nửa kia luôn cảm thấy thoải mái. Vậy nhưng, đối với Phùng Thiệu Phong, điều này lại khiến cho anh thiếu đi cảm giác an toàn. Lật lại bài phỏng vấn này, CNET mới giật mình nhận ra Triệu Lệ Dĩnh đã ngấm ngầm tuyên bố mình giờ đây là một người độc lập, tự do, không còn ràng buộc bất cứ điều gì với Phùng Thiệu Phong.